Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 15 tháng 2 năm 2020, cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách hàng đến từ Lạng Sơn. Anh về cửa hàng trong buổi sáng ngày hôm nay, anh lựa chọn được hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc máy hút ẩm vừa về với cửa hàng và một chiếc âm ly Samsung G6000 cũng mới về cửa hàng được vài hôm, thì anh cũng đã lựa chọn hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Và trong đêm vừa rồi thì cửa hàng có về được 6-7 chiếc máy hút ẩm, thì tại thời điểm này cửa hàng cũng chưa cần đăng clip thông báo hàng về nhưng cũng đã được nhận rất nhiều đơn và cũng phải cất rất nhiều đơn của những vị khách hàng vì hàng chưa đủ để cung cấp cho quý khách hàng trong những thời gian ẩm thấp như bây giờ. Thì tiện clip này, cửa hàng cũng sẽ thông báo cho quý khách hàng có hai chiếc máy 188 và 191. Cửa hàng cũng đã trưng bày trước mắt quý vị và các bạn kia để gửi xe ngay lập tức trong thời gian 12:30 của buổi chiều trưa ngày hôm nay. Là xin gửi anh Nguyễn Xuân Tứ, anh có địa chỉ tại xóm Trại, xã Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình, là một chiếc máy hút ẩm 22 lít mang mã số 191. Và tiếp theo của anh Ninh, anh có địa chỉ xóm 6, An Phú, Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình, là một chiếc máy hút ẩm mang mã số 188 có dung tích hút là 10 lít. Vâng, những chiếc máy hút ẩm về trong buổi tối ngày hôm qua thì có 4 chiếc, thì cửa hàng cũng đã được nhận đủ đơn của 4 vị khách hàng rồi. Và vị khách hàng đến từ Lạng Sơn lựa chọn một chiếc máy hút ẩm Mitsu 10 lít vừa về, còn rất mới và đẹp kia, cùng với một chiếc âm ly Samsung G6000. Vâng, đây 3 sản phẩm cửa hàng làm clip luôn để gửi khách hàng. 2 chiếc, một chiếc 188 và 191. Vâng, và một chiếc âm ly Samsung G6000, cửa hàng cũng đã thẩm âm cho những vị khách hàng rồi. Thì cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hai vị khách hàng đến từ Lạng Sơn. Và đây cũng là những vị khách hàng cũng đã mua những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp và cửa hàng cũng đã gửi qua hình thức là chuyển phát đến tận gia đình cho những vị khách hàng. Vâng, những chiếc máy hút ẩm về với cửa hàng trong buổi sáng ngày hôm nay thì có 6-7 chiếc. Cửa hàng cũng chưa bóc hết đâu ạ. Vâng, đây là những chiếc máy có dung tích hút là 190, có dung tích hút là 20 lít trên một ngày. Thì sản phẩm này cũng được khách chốt đầy đủ rồi. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình và cũng là hình thức quảng cáo những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, được những vị khách hàng chốt đơn rất là nhanh trong những ngày ẩm thấp như bây giờ. Thì những sản phẩm audio của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì còn rất rất nhiều. Những vị khách hàng hãy vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để được đồng hành cùng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio của mình. Và cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 3 vị khách hàng trong buổi sáng ngày hôm nay về trực tiếp cửa hàng, các anh đến từ Lạng Sơn. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.